Lãnh đạo huyện Tân Hưng có chuyến thăm đồng kiểm tra tình hình sản xuất lúa Đông Xuân 2023-2024 tại xã Vĩnh Châu A và Vĩnh Đại. Theo đó, đoàn đến kiểm tra tình hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại Hợp tác xã 1 tháng 5, xã Vĩnh Châu A. Trong vụ đông xuân này, Hợp tác xã liên kết với công ty khai thác Phúc Lộc sản xuất 15 hecta lúa theo quy trình hữu cơ. Hiện tại, trà lúa được 30 ngày tuổi và phát triển tốt. Tiếp đến, đoàn cũng đã kiểm tra thực tế tình hình sản xuất lúa mùa nổi tại Hợp tác xã Dịch vụ Lúa Mùa Nổi, xã Vĩnh Đại. Hiện tại, 100 hecta lúa mùa nổi đang ở giai đoạn từ 53 đến 68 ngày tuổi lúa phát triển tốt. Được biết trước đó hợp tác xã đã phối hợp hợp thả 40.000 con cá trê và 72.000 con cá lóc giống nuôi trên cánh đồng này. Đến nay, nông dân huyện Tân Hưng xuống giống trên 10.000 hecta lúa đông xuân 2023-2024. Phần lớn diện tích đang trong giai đoạn mạ non và đẻ nhánh. Lúa phát triển tốt, nông dân tích cực chăm sóc.